xin chào tất cả quý khách hàng đến với video tiếp theo của cơ sở đồ đồ mạnh. Vâng, hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2023 dương lịch. Vâng, trước mặt quý khách hàng là cặp lục bình của anh Toàn Nguyễn ở Nhơn Trạch, Đồng Nai như quý anh nhá. Chúng em là chuẩn bị là bàn giao cho anh. Chúng em vừa mới sơ sin hoàn thiện xong. Và chúng em chuẩn bị là bàn giao cho anh đây. Cặp lục bình cao 1m6, đường kính 43 phân. Hàng là đục gia công bằng tay. Đây nha, cảnh đục tùng cúc trung mai, tượng trưng cho bốn mùa là xuân hạ thu đông được nhá. Hàng là sơ si xong cực kỳ là đẹp. Và phía trên là đục phúc lộc thọ, đục là đục chư tộc. Còn phía dưới là chúng em sẽ đục cảnh tử quý. Đây, thấy đây. Hàng cực kỳ là đẹp. Giá chúng em xin công khai luôn là 11 triệu đồng luôn quý hàng nhá. Giá 11 triệu. Mọi quý khách nào quan tâm đến cặp lục bình như của anh Toàn này thì có thể liên hệ nghe với Mạnh theo số điện thoại trên màn hình là 0944222266 hoặc là 0386666789 nhá. Hoặc là quý khách hàng có thể đến tận cơ sở em xem hàng trực tiếp là địa chỉ ngõ Bắc Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Hoặc là quý khách hàng có thể đặt online như của anh Toàn đây, là chúng em sẽ giao tận nhà luôn quý anh nhá. Nếu mà vận chuyển miền Nam sẽ mất thêm khoảng 1 triệu phí vận chuyển là 12 triệu, chúng em sẽ giao tận nhà cho quý khách hàng. Đấy. Và quý khách hàng muốn xem thêm các mẫu mã sản phẩm khác, quý hàng có thể lên website của chúng em là dogoromanh.com để xem thêm các mẫu mã cũng như là công khai báo giá sản phẩm trên website. Và video của chúng em xin kết thúc tại đây. Và hẹn mọi người vào video lần sau.